giờ là phần thi quyết định về đích. Số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 105, 180, 115 và 110. Đang tạm dẫn đầu với số điểm 180, Sơn Duy sẽ là người đầu tiên đến với phần thi về đích này. Và xin mời Sơn Duy tiến lên phía trước. Sơn Duy hãy thật bình tĩnh và đưa ra lựa chọn của mình. Xin lựa chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Sơn Duy. Bộ phận chính của đàn guitar điện hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào? Cảm ứng điện tử. Một câu trả lời thể hiện sự chắc chắn của Sơn Duy. Chúc mừng bạn. Em xin chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi số 2. Ba nhà thơ nào được nhắc đến trong nhận định trong các nhà thơ mới? Thì mới nhất, còn quen nhất trong khi lại lại nhất. Về sắc điệu trữ tình, một người là thi sĩ của tình yêu, một người là thi sĩ của thương yêu, còn người kia là thi sĩ của đau thương. Người này cầm cờ nhóm Xuân Huy, người kia lĩnh sướng dòng thơ quê. Người còn lại cai trị trường thơ loạn, Trích Chu Văn Sơn. Em thưa anh chị, một là Xuân Diệu, hai là Nguyễn Bính và ba là Hàn Mặc Tử. Quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng quá sáng suốt Duy ơi. Sơn Duy sẽ còn một câu hỏi có giá trị 20 điểm nữa. Chúc bạn thành công. Bạn hãy trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh. Hello, I am Bruce with Atlantic Five Star English, and I have a question for you. The UNESCO Creative Cities Network was created in 2004 to promote cooperation with and among cities that have identified creativity as a strategic factor for sustainable urban development. What cities of Vietnam joined the UNESCO Creative Cities Network up until 2023? Good luck! Hội An. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Lâm Vũ. Lâm Đồng. Trong câu hỏi vừa rồi thì thầy giáo có nhắc tới mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO được thành lập vào năm 2004 nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các thành phố đã xác định sáng tạo là yếu tố chiến lược để phát triển đô thị bền vững. Và câu hỏi của thầy là những thành phố nào của Việt Nam tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO tính đến năm 2023? Và đáp án ở đây phải là Hà Nội, Hội An, Đà Lạt. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Sơn Duy rồi. Bây giờ bạn có thể về nghỉ ngơi lại chỗ. Sơn Duy vẫn đang bảo toàn vị trí tạm dẫn đầu của mình. Và tiếp theo sẽ là Hoàng Phước, người đang ở vị trí thứ nhì. Xin mời bạn. Vẫn với một phong cách rất thoải mái và bạn hãy đưa ra lựa chọn của mình. Dạ, lựa chọn của em là 20, 30, 20. 20, 30, 20. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã đưa tới hội nghị Versailles văn bản nào để đòi chính phủ Pháp phải công nhận quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam? Dạ, câu trả lời của em là bản yêu sách của nhân dân An Nam. Thấy thấp thoáng phía sau là Sơn Duy cũng đã vỗ tay cho câu trả lời đấy rồi. Và chúng tôi cũng thế. Câu trả lời đúng không ạ? Bạn có thêm 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi có giá trị cao nhất, 30 điểm. Một đội tuyển dự thi học sinh giỏi 3 môn văn toán ngoại ngữ đạt 15 giải. Hỏi đội tuyển học sinh giỏi đó có bao nhiêu học sinh? Biết rằng học sinh nào cũng có giải. Bất kỳ môn nào cũng có ít nhất một học sinh chỉ đạt một giải. Bất kỳ hai môn nào cũng có ít nhất một học sinh
đạt giải cả hai môn, nhưng không đạt giải môn còn lại. Có ít nhất một học sinh đạt giải cả ba môn. Tổng số học sinh đạt 3 giải, 2 giải, 1 giải tăng dần. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Rồi, một câu hỏi toán 30 điểm ở một cuộc thi tháng. Và cách giải của chúng tôi như sau. Gọi số học sinh đạt giải cả 3 môn là A, cả 2 môn là B và 1 môn là C. Trong đó A nhỏ hơn B, nhỏ hơn C. Tổng số có 15 giải. Vì bất kỳ 2 môn nào cũng có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn. Nên có ít nhất 1 học sinh đạt giải cả 2 môn văn và toán. Có ít nhất một học sinh đạt giải cả hai môn toán và ngoại ngữ. Có ít nhất một học sinh đạt giải cả hai môn văn và ngoại ngữ. Suy ra B bằng 3. Tìm được tiếp A bằng 1, C bằng 6. Và đáp án chính xác A cộng B cộng C bằng 10. Một câu hỏi có đề rất dài và cách tìm ra đáp án cuối cùng cũng khá khó nữa. Bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng trong phần thi về đích của Hoàng Phước. Nhờ địa hình đồi núi trải rộng và ít dân cư, vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Trị đang trên đà trở thành thủ phủ về loại năng lượng nào của khu vực Bắc Trung Bộ? Câu trả lời của em là năng lượng gió. Hoàng Phước hãy cười thật tươi vì bạn đã trả lời chính xác. Một phần về đích khá xuất sắc, 150 điểm, bạn có thể trở về vị trí và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình giành điểm sau ạ. Có hai thí sinh đang bằng điểm nhau 105 và căn cứ vào vị trí đứng trong đoàn leo núi thì Trung Kiên sẽ là người tiếp theo đến với phần thi về đích. Xin mời. Em xin được chọn 3 câu 20 điểm. 3 câu 20 điểm dành cho Trung Kiên. Chúc bạn thành công. Bệnh Down và hội chứng 3X là hậu quả của dạng đột biến nào? Câu trả lời của em là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Sơn Duy. Em thưa anh chị, đây bệnh đau và hội chứng 3X là đột biến thể 3. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này đó chính là đột biến dị bội hay lệch bội. Và đột biến thể 3 của Sơn Duy được điểm. Xin chúc mừng bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Em có. Ngôi sao hy vọng cho câu hỏi ngay bây giờ dành cho Trung Kiên. Năm 2023, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động Tự hào một giải non sông, tuyên truyền tổ chức để đoàn viên thanh thiếu nhi treo tại nơi học tập, lao động, làm việc. Mời các thí sinh khác ạ. Ngoài cờ Tổ quốc thì bạn có nghĩ một điều gì đó mà có thể khơi gợi niềm tự hào dân tộc và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đất nước không? Một giải non sông. Em không nghĩ ra. Về địa lý. Bản đồ. Đúng rồi. Cuộc vận động Tự hào một giải non sông được triển khai với mục đích nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền, quốc gia, dân tộc, tuyên truyền tổ chức để đoàn viên thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Như vậy là Trung Kiên sẽ còn một câu hỏi nữa. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Kiến ba khoang là loài côn trùng gây hại cho con người. Trong thân của chúng có chất pederin, có thể gây cháy bỏng da.
Chất này được cấu tạo từ 4 nguyên tố hóa học nào? Câu trả lời của em là carbon, oxy, hydro và nitơ. Bạn có vẻ như khá chắc chắn với câu trả lời của mình. Và carbon, hydro, oxy và nitơ là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Và khi bị kiến ba khoang đốt cần xử lý vết thương ngay bằng cồn 70 độ hoặc là betadine. Nếu không có hai loại này thì có thể sử dụng xà phòng thay thế. Nên rửa nhiều lần để trung hòa độc tố. Đó là thông tin thêm để các bạn đối phó với kiến ba khoang. Và đáp án của bạn CHON là chính xác rồi. Bây giờ thì bạn có thể trở về vị trí rồi. Và bây giờ hãy đến với phần thi của bạn Lâm Vũ ạ. Em chọn 3 câu 20 điểm. Ngôi sao hy vọng câu đầu tiên. 3 câu 20 điểm dành cho Lâm Vũ và bạn lựa chọn ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Một lớp học có 60 học sinh tham gia bài khảo sát về sở thích chơi bóng đá và cầu lông. Biết rằng có 15 bạn thích chơi cả hai môn và có 6 bạn không thích chơi môn nào. Số bạn thích chơi bóng đá gấp đôi số bạn thích chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu bạn thích chơi bóng đá? Mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời bạn Trung Kiên ạ. Câu trả lời của em là 26 bạn. Gọi số bạn thích chơi bóng đá là x và số bạn thích chơi cầu lông là y thì chúng ta sẽ có phương trình là x bằng 2y. Do số bạn thích chơi một trong hai môn là 54, lấy 60 trừ 6 54, chúng ta phải cần áp dụng thêm biểu đồ Venn nữa. Là có phương trình thứ hai là x cộng y trừ 15 bằng 60 trừ 6. Tính ra thì mình ra kết quả là x bằng 46 và y bằng 23. Đáp án phải là 46 bạn ạ. Câu hỏi tiếp theo dành cho Lâm Vũ sẽ có giá trị 20 điểm. Trong nông nghiệp, sử dụng thiên địch để phòng trừ các sinh vật gây hại là một ứng dụng nổi bật của hiện tượng gì? Cạnh tranh. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Mời Trung Kiên. Câu trả lời của em là ứng động không sinh trưởng. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là một ứng dụng nổi bật của hiện tượng khống chế sinh học ạ. Chúng ta hãy cho một tí không khí cho trường quay để cổ vũ cho Lâm Vũ được không ạ? Câu hỏi cuối cùng trong phần thi của bạn như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một di tích lịch sử nổi tiếng nằm tại thành phố Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cứ điểm này đóng một vai trò quan trọng trong dãy đồi phòng ngự phía đông của thực dân Pháp. Có nhiệm vụ che chở cho trung tâm tập đoàn cứ điểm là mục tiêu của quân đội nhân dân Việt Nam trong đợt tấn công thứ hai bắt đầu vào chiều ngày 30 tháng 3 năm 1954. Sau 2 ngày chiến đấu, Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 đã hoàn toàn làm chủ được cứ điểm này, sau đó giữ vững trận địa và yểm trợ cùng các đơn vị khác tiêu diệt các cứ điểm còn lại, góp phần làm nên chiến thắng chung của toàn chiến dịch. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy cho biết tên của cứ điểm mà chúng tôi đang muốn nhắc đến ở đây. Chúc các bạn thành công. Đồi E1. Mời các bạn thí sinh còn lại. Xin mời bạn Hoàng Phúc ạ. Câu trả lời của em là đồi Him Lam. Câu trả lời là đồi D1 hay là cứ điểm D1 ạ? Hơi tiếc nhưng mà chúng ta cũng đã củng cố thêm một phần kiến thức của mình. Cảm ơn Lâm Vũ rất là nhiều. Bạn có thể trở về vị trí ạ. Và xin chúc mừng Sơn Duy là người giành được vòng nguyệt quế của chương trình ngày hôm nay.